Đây, hai cái này giống nhau. Hai cái giống nhau luôn nha. Rồi, cắt vào đây đã. Bây giờ mình mở cái bot dòng đi. Bot dòng thì phải lên chỗ quen thuộc để mở rồi. Lốt 7. Ý trời hả? Đâu, nó nằm kế nhau. Bot dòng là mấy cây mapping đi để lên cấp 2 cũng được. Tại lên cấp 2 bằng búa thì nó cũng không có thay đổi cái dòng đâu. Nó thay đổi cái lúc thôi. Đây. Lốm. Hello, xin chào anh em nha. Lại là mình đây. Thì hôm nay mình lại tiếp tục là một video với con game mua RS6.vn anh em ơi. Thì mình mới vừa chuyển qua quân Sum. Ngày hôm qua thì ngày hôm qua là đang tích vui cho nó xét Eden xét thần đấy. Nhưng mà có nhiều anh em bảo bây giờ là lỡ rồi thì mình đu xét socket luôn. Thì bây giờ là mình đang có mấy món socket rồi. Hai món socket. Bây giờ đang chờ để mở bot với lại đi kiếm xem có ai bán mình gom cho đủ set Hitma nha. Mình sẽ lên set Hitma. Kiểu chưa mở ra được cái dinh này rồi. Mình đập ra Omega nó thiếu một dinh Omega nữa. Thì bây giờ mình có gom được mớ bot. Có được mớ bot nữa. Thì bây giờ mình sẽ mở thử xem là may mắn không. Bốn bot dinh pen có ra được cái dinh gió nào nữa không, với lại mấy bot socket này có ra được cái gì có sông không. Thì đây nha, gồm nhiêu đây. Thì bây giờ mình sẽ cắt bớt. Cắt bớt là mình sẽ mở đi, cắt cắt bớt bớt này đi, mở mở cái bớt kia trước. Bớt socket cổ điển này, bớt 380 này. Bớt dòng cắt hết, bây giờ mở mấy bớt kia đi rồi xong xong xuôi rồi mình mở mấy bớt này. Đi lên trên Adan 3 mở nha. Hy vọng là may mắn. Mình đang mở bên con DK. Cái này ra boss này ra đồ cấp 7, nói chung là chứ ra dòng ngon đi, còn không thì để mình cộng hưởng ngoài đời sách mà công kìa. Có cái dòng gì ngon không? 27. 27 không ăn thua lắm. Kiếm được set cho con sum cũng vất vả đấy anh em ơi. Tại bữa mới 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 kiếm cho con ôi 400. Mới kiếm cho con này ép rồi, set cấp 2 rồi. Bây giờ chỉ chuyển qua con này. Để úp lại từ đầu. Thần Long này 5-10. Mấy cái này để mình đấy hết. Để mình sẽ đi 10-27. Mình sẽ đi cộng hưởng. Và để lên cái nguyên tố ấy. Tại vì lên nguyên tố là nó cần một món đồ thần và một món đồ excellent. Món nào cùi thì để lên nguyên tố. Còn món nào ngon để cộng hưởng. Đây, cùi hết đi em ơi. Nắm đấm quyền lực 27. Thần Long. Ôi 4 5 10 này. Xét đồ cấp 7 của DK khá là ngon. 4 5 10. Đứng 4 4 5 thì đẹp. Rồi đi về cắt bớt cái đó. Nói chung boss này chủ yếu là lấy phôi với lại lấy excellent thôi. Để đi tinh chế mình tốt thôi. Còn ăn thua hay không là mấy cái boss bot rồng với lại bot socket với bot dinh pen. Chưa cũng bon chen mở ba bot socket cuối cùng cũng không được cái gì, ba món cùi cả. Hy vọng là chiều nay ngon. Phục ma này, HP thần long tiếp kìa, mana rồi, sách ma công tiếp rồi, hai dòng cùi. Gậy hồng ngọc này, gậy gậy này là để ôi 20-27 khá là đỉnh nha anh em ơi. Cái này để cộng hưởng được là ngon này. Rồi trì kinh găng hoàng kim. Ôi 44 mana nữ thần. Con này nó ra còn đồ không ngon bằng bot kia nữa cơ. Bốn giá thương. Hóa thần có đây là đây có MG. Mấy bot này mở nhanh nhanh xíu.
Cái này có gậy có sâm 10%. Nữ thần tiếp. Không được cái gì ngon. Ôi đại gia nào ghê quá vậy. Ôi đại gia nào nào xét huyết long nhìn chất chất anh em ơi. Chất huyết long nhìn khá là chất. Để các bên kia cắt bớt ra. Huyết long mà cộng 15 luôn anh em ơi. Kén đấy. Sân chơi đấy, đùa đâu. Đây, cắt hết qua đây, đây. Để sao tinh chế nguyên tố là cần phết đấy. Đùa đâu. Bây giờ là đang tinh chế nguyên tố được rồi. Nhưng mà còn cái khuôn đấy mà anh em ép khuôn đó. Thì chưa có hay sao ấy. Và đến lúc mà có mà để đập ra được mà ghép lên mà thành công được thì cũng hơi mệt đấy, hơi mệt mỏi đấy. Đây. Bây giờ mình lấy cái bot bot 380 mình mở trước nha anh em ơi. Nói thẳng nha, bây giờ đồ 380 chỉ xài tạm bây giờ thôi, chứ thực chất nha, cái bản này chắc chắn là sẽ không xài 380 nhiều rồi. Tại vì về sau á, là xài socket và đồ cấp 2. Cái đồ 380 thì bây giờ chưa có socket thì xài đang ngon. Ồ 22/7. Ôi sao mở nó trùng trùng hoài ha. Cây kia là cũng mở y chang vậy. Ôi biết vậy là biết vậy mình mở mà cái cây nào mà nó đúp mà nó giàu ngon đấy. Ui nó đúp được hai cái, có phải là ngọt nước không, phải là có tiền trả nợ. À nói đến trả nợ, ngày hôm nay mình trả được 7 6 mét rồi nha mày, cảm thấy là cũng nhẹ lòng đi được chút xíu rồi. 400, cảm thấy nhẹ lòng đi được chút xíu rồi đấy, đầu óc thoải mái rồi. Mấy hôm nay không dám sợ chim nhiều, sợ chim nhiều là sợ đòi nợ, cho nên kiểu là thấy thấy phải núp đi ấy. Rồi 380 ra cái gì đó mà dòng ngon ngon xíu để bán kiếm chút cháo quay trong Thái Bình. 2% ra cây ra quyền năng đeo tạm à, mới nói quyền năng ra xét quyền năng luôn. Ồ 4 5 10 được phết đấy nhờ, theo luôn Thái Bình 400. Hồng Long Đao 17. Dày quyền năng mát pin. Ôi 44 kìa, áo thật đồ, ra đồ DK, ra đồ đó ngon. Sâm thì không thấy đâu. Thái Bình. Ôi 44 10 mát pin kìa, cái này mát pin nha anh em ơi. Ôi mát pin cho con ép đấy, đừng nó quần quyền năng hay tay quyền năng. Ôi Hồng Long phải đái thật, ra ép thì ra mát pin này, mát pin này. Ôi toàn 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 dân chơi không à, kinh dị chưa. Đây hai cái này giống nhau, hai cái giống nhau luôn nha. Cắt vào đây đã, bây giờ mình mở cái bot dòng đi. Bot dòng thì phải lên chỗ quen thuộc để mở rồi, lốt 7. Ý trời hả, đâu nó nằm kế nhau. Bot dòng là mấy cây mắt pin đi để lên cấp 2 cũng được. Tại lên cấp 2 bằng búa thì nó cũng không có thay đổi cái dòng đâu, nó thay đổi cái lúc thôi. Đây lốm bút thiên tử mát pin. Ồ hai dòng cùi đi giải giác, mình mở giải giác đi. Gậy 12 nào, cùi bắp, cùi bắp rồi lại nó 10% 7. Nói chung bên này nó không cần, không quan trọng lúc đâu, tại vì nó có ngọc bất tâm lúc mà. Quan trọng là dòng ngon. Nó tiếp kìa. Ô cái nó VIP 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 VIP. Nó khốn nạn để trắng bạch tạng luôn, còn không có đấy luôn.
2% mà nè. HP chứ. Gậy. Dạ gậy bếp rồi. 20 cấp độ. Kiếm 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 kiếm. Côn nạn 27 kìa. Con thua rồi. Bây giờ đến mấy 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 cái bot socket này coi. Đang còn dư một bot kìa. Con nạn nhỉ. Con nạn xếp nào đây, ở đây. Rồi, bây giờ lấy mấy cái bot này ra mở đi. Mình nên lên dung Eon mở thử xem. Tướng đây mở đi. Ôi 10%. Rồi bây giờ mình mở cái bot socket cổ điển nha. Bot này nó ra mấy bot cổ điển đấy. Hồng Long nó cũng có giá đấy. Nhiều người thích ghi Hoàng Long đi. Rồi bóng ma kìa. Bóng ma mới mở được cái quần VIP mà cái chân được 5%. Anh Vũ có nạn thật. Ôi vừa đổi ép ra đổi ép không. Phí diệt có MG. Sẽ ra đồ MG nhiều vậy. Tay rồi. Đứng đây ném qua bên đây mở coi. Bóng ma, găng bóng ma, găng bóng ma, găng bóng ma. VIP 4 4 10. 4 5. Có sèn có sèn có sèn nghe nha mày. Ông kia không biết ông đủ chưa. Hồi trưa mình mở được cái áo được cái quần chứ. Cái quần chim tinh bùi bắp. Đi vào trong đi, đi vào trong đi. Giày chim tay chim tinh. Có nạn sao giống nhau vậy. Nó cùi như nhau. Bây giờ mở cái dinh pen tôi xem nha. Dinh pen xem là ra cái dinh gió rồi mới nha. Dinh gió nha, dinh gió rồi nha. Gió 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 gió. Nhấn lửa gió mà ra lửa. Hỏng rồi hỏng rồi. Gió mà ra lửa. Gió mà ra lửa là không ổn rồi. Dinh gió trong nào, dinh gió trong nào. Giờ chuyển nước con nạn rồi. Gió dùm nào. Ấy cầu được ước thấy rồi nha mày. Cầu được ước thấy rồi, cầu được ước thấy rồi, cầu được ước thấy rồi. Ui mắt pin nào, mắt pin nào. Không sao không sao, nhưng mà ra được một cái gió là mình cũng có một cái đấy mình đập lên rồi. Bây giờ thêm cái này nữa ra 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 cái gì được. Cái này thật ra ra thêm cái gió nữa cũng được. Gió mà cái kiểu là 445 á. Rồi, gió 445, gió 445. Khốn nạn quên nó dình. Quên nó dình nó ra dây chuyền gió kìa. Ôi thôi 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 thôi. Bó tay luôn. Bó tay luôn rồi. Bây giờ mở hai bot VIP này. Hai bot socket 69 này. Đây đây. Rồi, gậy tầm ma mới bán một cây 1 mét. Rồi cái này 10%. Biết bán nhiêu đây. Con nạn thật đừng có ra gậy. Ra cái kỳ gì con ngon được rồi. Ra cái chết đấy có mày mình được rồi. Đây đây đây. Ra đồ sum nào. Đồ sum nào. Bót cuối nào. Đồ sum nào. Rồi mũ báo táp. Mũ báo táp mát pin cũng được. 3 4 mét. Không ăn thua rồi anh em ơi. Ôi ngày mà mở được đúng cái này. Với là cái gì gió còn lại cùi mía hết. Cùi hết cùi hết cùi hết. Dinh gió. Dinh gió để tối. Để tối mình sẽ đập Omega cho nó nha. Đập Omega cho nó. Biết tôi chưa đừng có đập nó. Để tối đập được rồi. Rồi bây giờ đứng ở cái này bán đi. Cái này mấy cái món của mình cũng đang bán này. Cái này chắc 1,5 mét đi. Cái này đến 1 mét.
đồ này ít người chơi thì mình cái này mình để mét dưới. Đâu cái này hả? 1 mét dưới đi. Đó, ông nào mua thì mua. Không mua thì mua. Rồi, mấy cái này từ từ đi. Cái này 300k thôi. Con nạn 3 mét rồi. Cái này 500k đi. Cái này 300k luôn đi. Rồi. Mình sẽ treo treo ở đây nha anh em ơi. Treo bán đây đi. Đây. Tối lại có cái đây úp rồi. Đấy. Thôi, video này mình lại xin kết thúc tại đây nha anh em ơi. Hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo nha. Anh em thấy hay cho mình like và đăng ký kênh nha. Bye bye.